Lần này con thật sự phải đi rồi. Sư phụ tạm biệt. Sư phụ, con đã chuẩn bị xong. Tiểu muội của con muốn ta đưa nó đi quét danh phòng. Một mình con cũng có thể trụ vững. Sư muội con lại khác. Khác ở đâu chứ? Sư phụ, con tính đến server mới. Cả đời bạn có từng liều mạng vì ai chưa?